皆さん、こんにちは。こんにちは。べーじゃない。今日はタキパン先生と一緒に授業をやりたいと思います。イエーイ、こんにちは。新ちゃおかっぱん。trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về tính từ. Sau đó chúng ta sẽ đến với một vài mẫu câu liên quan đến việc so sánh cái này hơn cái kia. Tuy nhiên trước khi bước vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng điểm qua 4 mùa trong một năm của Nhật Bản. Yeah! Hajimemashou! Hajimemashou! Sensei! この季節はなんて言うんでしょう?じゃんじゃじゃーん、春といえば、桜ですね。桜次の季節はなんだ、じゃんじゃじゃーん、夏です。夏といえばボン、花火。これが花火。盆踊り、お祭り。お祭りですね。綺麗な青い空、青い空ですね。次は秋。秋は秋だ。綺麗。秋は秋だ。ダジャレ。もみじだ。もみじ。これは京都ですか？京都ですね。清水寺ですね。イチョウ並木。イチョウ並木ですね。うん、イチョウ並木。とっても綺麗ですよ。秋は綺麗。今年も見に行きました。おー、いいな。これは冬ですね。冬は寒いですよ。寒いよ。先生、はい、冬といえばイルミネーション。おー、綺麗でしょう。綺麗。おー、イルミネーションが綺麗ですね。綺麗だよ。淳先生、はい、ベトナムの季節はどうなってるんですか？はい、これから写真とか見ていきましょう。やったー。まずは春ですね。かわいい。これは桃の花ですよ。あ、桃の花。そうですね。かわいい。これは青菜ですね。青菜行きたい。これは夏。あ、夏なんだ。この花の名前ご存知ですか？なんだろうこれ。じゃあネットで調べましたよ。これは放牧。初めて聞きました。日本にあるのかな。đây là Đà Lạt nhé. đây là Đà Lạt. mùa hè. còn đây là mùa đông tại Hồ Hoàn Kiếm. これベトナム？そうですね。綺麗。ベトナムですね。ホアンキエム湖。今年の8月に、パク先生と、また新先生と、ホアンキエム湖に行きましたよ。いいな。写真見たいですか？見たいです。はい、見ていきましょう。ほら、いやー、いいな。綺麗。行きたい。もう一枚ありますよ。行こうぜ。まだありますよ。ほら、いやー、楽しそう。楽しかったね。いやー、ちょっと太ったな、俺は。太った。すごい太った。いや、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しそう。フェイさん、見てる？会いに行くぞ、フェイさん。怖い。Vâng, chúng ta cùng nhau bước vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Đó là chúng ta ôn tập về tính từ đối na, danh từ và tính từ đối y. Đây là phần khẳng định là hai dòng trên cùng này nhé. Khẳng định của tính danh từ và tính từ đối na đều là desu hay là đà là dạng ngắn của desu. Ok, xin dễ. はい、発音お願いします。夢です。こちらの方が有名です。もう一回お願いします。夢です。有名です。tiếp đến đó là quá khứ của danh từ và tính từ đối na đều là でした、hoặc là だった。夢でした。夢だった。有名でした。有名だった。接下来đến phần phủ định, ok? phủ định của danh từ và tính từ đối na ở dạng hiện tại và tương lai là ではありません。giống nhau cả nhá, ok? 有名ではありません。有名ではありません。ok? thì quá khứ, 先生お願いします。
夢じゃなかった。有名じゃなかった。OK。Yay。Tiếp theo, chúng ta đến với phần khẳng định và phủ định của tính từ đối y. Oishi desu. Phủ định của tính từ đối y thì hiện tại là oishiku nai desu. Thì quá khứ thì là oishikatta desu. Oishiku nakatta desu.昨日も寒かったですね。そうですね、氷点下だって。ずん先生、はい、8月のイベントはどうでしたか？超楽しかった。いいな。そうですね、友達もたくさんできました。でもガレンがまずかったですね。まあ本当に美味しくなかったです。はい、そうですか、残念でしたね。残念でした。Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với những cái mẫu câu so sánh. Đây là mẫu câu thứ nhất. Danh từ A hoa danh từ B yori tính từ. Đây là tính từ nhá. Có nghĩa là A hơn B. A hơn B cái gì đó. Dù A lớn hơn B hay là A nhỏ hơn B. Hay là A bé hơn B chẳng hạn. OK. Chúng ta đến với ví dụ thứ nhất. Sensei, onegaishimasu.ベトナムは日本より暑いです。Nếu mà mình sử dụng từ 寒い tức là lạnh nhé, thì chúng ta sẽ nói rằng là 日本はベトナムより寒いです。OK? 次行くよ。にゃ。にゃ。にゃ。Mẫu câu thứ hai cũng tương tự. Nhưng mà phần cái sau này thì chúng ta sẽ thêm một danh từ ở đây, cộng với gá, tính từ. OK? Tức là cái gì đó của A hơn B.Đúng không? Ví dụ trong câu này nhá, tức là giá của cuốn sách này đắt hơn cuốn sách kia. Kono hon wa sono hon yori nedan ga takai. Chữ Hán này là nedan. Kono kanji wa takai. Takai desu. Takai. OK. Kono kanji nan to yomu desu ka, sensei? Zenbu. Se ga takai. Takai là cao.Nhưng mà khi mà nói về chiều cao của con người thì chúng ta sẽ phải nói cả câu Se ga takai. Shin sensei wa Jun sensei yori Se ga takai. Chúng ta bước vào mẫu câu thứ 3. Đó là danh từ A to danh từ B to Dochira ga tính từ desu. Tức là giữa A và B thì cái nào hơn cái nào nhá. OK. Chúng ta cùng nhau đi đến ví dụ thứ nhất. Sensei, kore yonde kuremasu ka? Natsu to fuyu toどちらが好きですか? Trong nói chỉ từ どちら thì có thể biến thành là どっち。どっちが好きですか? そうそう。どっちですね。どっち。お願いします。新先生と純先生とどちらが優しいですか? もう一回お願いします。新先生と純先生とどちらが優しいですか? ありがとうございます。次行きますよ。答えがありますからね。Đây là mẫu câu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, đó là danh từ no hô ga tính từ desu ne. Tính từ desu. Tức là A hơn B. A hơn B. Giúp để trả lời cho câu hỏi vừa nãy, đó là mùa hè và mùa đông thì bạn thích mùa nào đúng không? Ví dụ tôi thích mùa hè hơn thì chúng mình sẽ nói rằng là Natsu no hô ga suki desu. Takeban sensei. Hai. Fuyu to natsu to dochira ga suki desu ka?私は夏の方が好きです。新先生とケント先生とどちらが優しいですか？どっちも優しいです。どっちも優しいです。終わり。終わりです。Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi các clip của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh Zoom Mori để cập nhật được những bài học sớm nhất nhé. Bye bye. Bye bye. Follow us next.